Hello cả nhà, coi bé Đạt dễ thương không? Trời ơi, Tiễn đưa bà cố đi về kìa. Ôi dù, Tiễn đưa bà cố coi, xách cái bọc kìa, bé Đạt xách cái bọc kìa. Dép, dép, dép. Bé Đạt máy bay cố. Từ từ thôi trơn à, từ từ thôi. Cố đi về rồi. Bé Đạt thì dễ thương. Rồi bé Đạt nói với cố sao? Nói với cố sao? Không ăn cái nhà đó. Nội đi về, bà cố đi về. Bye bye. Bye bye bà cố ơi, bye bye bà cố. Cố về.